ơi, trời ơi. Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì Tám tiếp tục cá rô mọi người ơi. Hôm qua đúng ra là tối hôm qua Tám về rồi. Do hôm qua cái trời, cũng mưa quá, Tám câu chưa hết, thấy cá còn nhiều quá, tiếc quá. Cũng câu vòng vòng mấy cái gốc gáo nè mọi người. Đây Tám giới thiệu sơ cái chậu câu của Tám ha. Đây nè mọi người. Đó. Cái điểm câu của mình đây ha. Tám quýnh từ đây nè, hôm qua là Tám quýnh ở khúc dưới mà Tám thấy cá còn nhiều quá, với lại hôm qua là trời mưa tối, Tám thấy cá là tối quá, cá nó còn nhiều lắm mà Tám câu cũng được tại vì con qua Tám bị mất mưa tới tiếng mấy, cá nó còn nhiều quá Tám tiếc quá, đúng là đợi là Tám về rồi mọi người. Thôi thì hôm nay Tám cố gắng nói là làm thêm câu thêm buổi sáng nữa, kiếm thêm một hai cái clip hay hay cho mọi người xem ha. Tám quýnh vòng vòng ở khu chuồng vịt này mọi người. Thường ở vòng vòng mấy cái chỗ cái ngoài kênh đó, ở vòng vòng ở chỗ nào mà nó có một hai cái, có nghĩa là có chuồng vịt hay là nó có cái gì một hai cái điểm nhấn á, là cá nó sẽ tập trung ở đó nhiều. Cho nên là Tám này Tám sẽ quýnh vòng vòng đây cho nó có xác suất, cho nó có cá cho nó lẹ mọi người. Rồi thì đầu video Tám cảm ơn mọi người xem video Tám nha. Ngày mới Tám chúc mọi người luôn vui vẻ nha. Xem video của Tám cảm thấy hay thú vị và cho Tám xin một like đăng ký nha. Dạo này lâu quá là Tám không có câu cá rô. Rồi tiếp tục thôi mọi người. Đồ nghề của Tám đây. Đi làm lại. Con lẩu này con cũng lớn các bạn. Dọn mấy con trong hang nó ra, mấy con nó mới bự. Ê, ăn rồi hả? Đó, đó, con này cộng nha. Mấy cá mà lên nữa lên, ăn nó lên tim, bữa này là không có nhỏ đâu. Đó, còn nè. Còn nè. Ừ. Đã chưa? Đừng thui. Cá ngon không? Còn sáng sớm. Con đầu ngày thì nên Tám bỏ bịch các bạn ơi. Hai là Tám không có đem theo cái quên đem theo cái thùng, sáng cầm thủ đi cũng quên đem theo cái thùng. Con đầu tiên nha. Đây, tiếp tục mọi người ơi. Thì dọn lỗ này sẽ có Hugo. Cái nhánh cây nó chòm là xa bệnh quá. Biến chui qua các bạn. Vô duyên ghê không, dây mà cũng móc vô cho được nữa. Đó, còn nữa các bạn, có này hả? Con còn lớn lắm luôn, lột trong hang nha các bạn ơi. Nước do nước cơm đậu đang chảy cạn, cá nó không ra. Đó, còn lột nè. Con này bự nè, biết lắm mà. Chưa. Sướng không? Quá trời bự luôn. Con thứ hai. Tiếp tục rồi mọi người ơi. Dòng hôm nay là sẽ có đầy cảm giác luôn. Trời ơi. Cái móng ở ngoài quá trời lớn luôn mọi người. Mấy cái nhánh này giờ tức rơi tức tắc. Cái khắc quả.
em Hugo. Các bạn ơi. Đó, còn nó ra. Đi dòng Hugo nè. Đi dòng Hugo nó ra nè, nè, nè. Chết tôi xảy trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết tôi thiệt. Ôi, một lùm tim. Này, xả cho nó miếng mồi quay, chút nó quay lại các bạn. Con nó chạy, mấy con kia cũng chạy theo hết rồi. Ra kéo bên đây. Cách nhau khoảng chừng mét à. Khu này cá nó ở nhiều rồi. Cái điểm mình nhấp cái lỗ cách cách nhau 1 mét à. Này cách nhấp dế nha. Đây còn một cá nó có vô, nó giỡn rồi. Chà, trong hang sâu hơn, trong miệng hang nó sâu hơn ở ngoài các bạn ơi. Đúng phải cá lớn nữa. Rỉa cái chạy ra. Rỉa mình ngon ở đó đi, nhưng mà chạy ra chi. Cái nhỏ đâu mà nó ăn vậy, nước cạn ăn cá nó nhát các bạn. Cá này nó cũng có trứng nè các bạn. Thấy không? Có trứng nè, để tắm thả luôn các bạn. Rồi, để tắm thả nó các bạn ơi. Tâm đi tới đây thì Tâm phát hiện một cái dải này các bạn. Ở đây là gốc, mấy cái gốc cây gáo á, mà nó mục với lại nó bị người ta cắt á, nó chồm ra quy một cái dải luôn các bạn. Chắc 8 quýnh ở đây nữa là đủ rồi, không cần quýnh nhiều nữa. Có một đoạn khoảng chừng 5 mét thôi, rồi Tâm thấy được khoảng chừng 3 tới 4 lỗ câu các bạn. Tâm giới thiệu cho các bạn xem cái điểm câu quá trời đẹp luôn. Cái điểm này là cái điểm câu, cái mấy cái thế này là chắc chắn là phải có Hugo các bạn. Còn ăn hay không biết nha, tại rất tiếc là nước này nó đang chảy cạn, nó cạn quá trời cạn rồi. Chứ nếu mà nước này mà như hồi chiều hôm qua là mưa nó vừa dứt mà nước nó vừa lớn, cá nó ra cho ăn cho các bạn thấy. Đây là các bạn thấy nè, thấy không, một lỗ nè, ở bên kia một lỗ nữa nè, ở bên đây nữa nè các bạn. Các bạn thấy trong mấy cái hốc cây đẹp ghê không, nó chồm ra nè. Nè, mấy cái thế này rất là khó câu, nhưng mà cái là Tám sẽ cố gắng, tại mấy cái thế này quá đẹp các bạn. Bên này nữa nè. Các bạn thấy mấy cái hốc cây này đẹp rồi, mấy cái lỗ có đẹp kia chưa nè. Ở bên kia nữa, nhưng mà Tám câu tới đoạn này thôi, chắc bên đó lỗ hay lỗ nữa các bạn. Mình nói luôn, có cái gốc cây cái gáo bên đó đẹp quá. Đầu sáng Tám về đây 8:30 mà giờ là 10 giờ ăn tiếng rưỡi các bạn. Như vậy cá bự không nha. Nè các bạn thấy mấy con Hugo không mà cá bự rồi. Mấy cá nhỏ Tâm thả lại hết rồi. Bây giờ đang cá có trứng Tâm thả hết rồi. Hôm nay quên em theo thùng các bạn ơi. Sáng Tâm lật đặt Tâm đi, tại Tâm quýnh tranh thủ quýnh buổi sáng á. Chiều Tâm về qua hôm rồi, chiều nó mưa quá cho nên Tâm câu chút xíu buổi sáng, là chiều về sớm các bạn. Nhưng hôm qua Tâm tính về mà hôm qua mưa quá về dọc không được. Dễ đơn giản à. 20.000 là câu nguyên ngày các bạn. Các bạn mua thêm 10.000 dế cám nữa, cám 10.000 chứ câu không hết đâu. Mua 10.000 chứ các bạn câu khoảng 5.000 là xả 5.000 cám. Mua cám sai cho nó rẻ tiền. Đừng mua cám bịch chi mất tiền, mua cám thức ăn á.
chỗ nào nó xay sẵn thì càng tốt, còn không các bạn mua về các bạn lấy cái máy xay của mình, máy xay sinh tố cũng được, xay cho nó không cần mịn lắm đâu. Rồi Chiến. Chúng ta cũng có cách cho nó ăn rồi các bạn. Miễn là mình không thấy nó thôi, chứ mình thấy là chút nó cũng phải ăn à. Chì tấm gút mà, cho nên là chì nó không chạy, nó kéo mồi hơi nặng rồi nhả nó. Các bạn thấy không? Chỗ này mà không có Hugo thì chỗ nào mới có. Con này nói Hugo cũng chưa lớn lắm đâu các bạn. Xảy lại luôn à. Đó đó. Con nha các bạn. Đó, ăn rồi đó. Nút các bạn ơi. Nó này các bạn ơi. Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi. Ô các bạn ơi. Nó rút trong cái nhánh cây. Trời ơi, nó rút vô trong cái nhánh trong cái gốc cây trong. Ôi quát lưỡi luôn nè. Các bạn thấy không? À, cái lưỡi tấm quát luôn nè. Trời ơi. Ghê chưa? Hugo mình rút vô gốc cây rồi chịu gì nổi nữa. Cái lưỡi quát. Rồi. Xui xẻo. Các bạn ơi, hy vọng con khác chứ con đó là chạy mất rồi các bạn. Sốc nặng như đó là chạy mất rồi. Con đó thì không còn đây đâu. Trong hang nó ra mà nó sốc cái kiểu đó làm gì mà còn. Làm gì mà dám ở lại nữa. Ăn lại các bạn. Ủa, con gì đây? Chết cha. Nó bự quá nè. Trời ơi cái nhỏ thì dính mà cái lớn thì sảy các bạn ơi. Ta mới thay lưỡi khác à. Trời ơi, chết tôi rồi. Các bạn thấy nó lên không? Trời ơi, con làm sao bá như vậy, một cút vậy ta. Trời ơi. Các bạn thấy nó lên, kéo nó lên mặt nước luôn thấy không? Trời ơi, cái hốc này nãy giờ hai con rồi. Xảy thay con Hugo các bạn ơi. Trời ơi, đau cái đầu thiệt chứ. Lên nó lộn, ụp rồi, tao thấy nó lên nó lộn, ụp rồi. Trời ơi, tiếc quá các bạn ơi. Con nó bự, ghê là bự luôn. Tắm kéo lên mặt nước luôn các bạn thấy không? Để tắm tua hút nó chậm lại cho mọi người xem nha. Trời ơi. Chết rồi. Làm gì dám ở lại đó nữa. Để tắm tua chậm rồi cho cái đoạn nó lại cho mọi người xem nha. Xong dám ăn lại các bạn. Nói chung con nó tắm gạt nó hơi nhẹ. Làm sao mà dám ăn lại nữa. Trời ơi cái gốc cây này. Ừ đó. Nói mẹ ăn lại nha.
mẹ mà ở đây tao sợ mà tiệt luôn á. Nó này các bạn ơi, chiếc trà này mất cái lưỡi rồi, trà này mất cái lưỡi rồi. Thôi hết, cái xác suất mà nó ăn lại hơi bị hiếm các bạn ơi, cái xác suất mà nó con này nó ăn lại hơi bị hiếm á. Trời ơi, quá trời khủng luôn bạn ơi. Trời ơi, bàn tay của Tám nè các bạn. Khủng khiếp không? Quá trời khủng khiếp các bạn ơi. Trời ơi, cái bàn tay của Tám. Cái con này đúng là quá dữ rồi, quá dữ rồi các bạn ơi. Con cá nè, hết cái bàn tay của Tám luôn các bạn. Tám đổi mồi là dứt nó liền luôn các bạn. Mấy con cá này đẹp quá, bự quá mà không có đem cái thùng, đem cái thùng về gọng nuôi đẹp lắm các bạn. Nè, con Hugo sáng rồi các bạn. Bây giờ con đi chết trà cái bụng nó rách luôn. Giờ nay đi câu mắc cười quá. Đi câu mà xách cái bịch cá vậy. Con bự lắm, không đợi mồi, hy vọng nó sẽ ăn. Trời ơi, nhỏ xíu mà làm hết hồn. Dính cái mang cho không phải nó ăn nữa các bạn. Sao nhát dữ vậy?
đâu có cạn đâu mà. Xíu à, bỏ hù gồm cái góc đẹp quá mà nãy chưa bắt con nào bự các bạn ơi. Góc đẹp quá mà chưa bắt con nào bự đó, bé không à, bên kia cũng vậy. Cũng hết mồi dừa hết luôn à. Ông trời ông canh mưa hay quá. Canh tám dừa hết sạch mồi luôn. Qua nay câu ông trời ông cứ mưa hoài. Mà mưa này chiều mát nước cá nó ra nó ăn mạnh lắm các bạn. Chiều qua tám ăn câu là nó ra nó ăn rất là mạnh. Cái này mà mưa chiều á, tại vì chiều nước lớn các bạn. Nước lớn mà gặp mưa nữa. Trời mưa tới chạy kịp quá. Sợ chạy ra ngoài không kịp các bạn. Vô này chút nó lầy dơ lắm. Đây, cá 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 nè. Đây, bịt dế của tao đây, bịt cá nè. Trời ơi, mấy con chắc nó nhảy gì, chắc nó nhảy ra cũng rất bịt, chắc ra cũng nhiều à. Này các bạn, mấy con bịt lắm. Đây nè, rất bịt nè. Chắc nhảy gì, rất ra cũng mấy con quá. Nãy chắc ra, phải ra cho cũng nhiều à. Thôi kệ. Đây. Rồi Tấm xin kết thúc video nha. Cuối video Tấm cảm ơn mọi người xem video Tấm nha. Tấm cảm ơn giới luôn các bạn. Rồi chạy, mưa tới rồi. Mưa tới chạy thì các bạn ơi.